Xin chào các bạn. Không biết các bạn thế nào nhưng mà Trường thì cứ nôn nóng đợi tới 9 giờ để được cùng hẹn với mọi người, cùng nhau trò chuyện những câu chuyện về cuộc sống và đặc biệt là cùng nhau chia sẻ những bài hát mà Trường đã từng hát. Mùa thu đã qua rồi, em đâu hay biết thu tàn, mà lòng còn đắm say vui với ai. Với Trường thì Lam Trường 9PM Live là một cái buổi hẹn hò, sẽ có những cái bài hát một thời của Trường mà đã được quý vị các bạn rất là yêu mến. Hơn nữa thì còn có những ca khúc mới mà Trường muốn giới thiệu với quý vị các bạn. Cho nên Trường rất là mong muốn là quý vị sẽ chia sẻ, theo dõi cũng như là subscribe cho trang YouTube của Trường, Lam Trường Official Channel. Và nhớ đừng có quên buổi hẹn 9 PM 9 giờ tối với Lam Trường nhé. Người già đi mãi mãi, bỏ lại anh với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về, tim mưa rơi lạnh lùng xóa.